hiếu kỳ nữa. Còn cái chuyện mà Phật tử mà ta đứng ngay ngắn là nó khác nữa. Còn những người ta làm kênh, anh chị bạn phải không, thông cảm, có thực mới giật được đạo. Đồng tiền đó cũng là đồng tiền, người ta đi đội nắng người ta quay mà, thấy không, tuyệt tình ca. Nhưng mà nếu mà ta quay có tâm á thì ông thầy đó ông sẽ đỡ. Còn nếu mà người ta quay mà người ta quay không có tâm á thì hơi phiền thôi, anh chị bạn hiểu không? Đó là như vậy. Chứ bây giờ các anh YouTuber đó, anh chị có comment vô, em ơi em đi về đừng quay thầy nữa, nó chịu không? Đâu có chịu. Tại vì anh chị là ai? Nếu mà là ba má người ta còn chưa kêu được mà sao mình kêu được? Cho nên là cứ để cho chúng sanh đi như vậy. Nhưng mà cơ quan chức năng sẽ có cách sắp xếp, anh chị bạn yên tâm. Thế là bé yêu, không có cái chuyện gì lộn ở đây đâu, anh chị bạn yên tâm. Tại vì sao? Trong tầm nhắm của mấy chú bác hết á, có lợi dụng cơ hội của ông thầy Minh Tuệ mà định nổi loạn đi thì su cà na thôi, anh chị bạn nhìn thấy như vậy thôi, chứ không phải đơn giản đâu. Trò chơi đó không phải là anh chị bạn nghĩ là người nào có thể đứng sau lưng dựng lên đâu, mà anh chị coi thường cơ quan chức năng vậy. Cơ quan chức năng nhìn thấy hết, anh chị bạn hiểu nói không? Có ai làm cái gì đừng nghĩ là cái chuyện dễ nổi loạn lắm, đừng bao giờ nghĩ. Cho nên ông Tuệ ông cứ đi như vậy thôi, mặc kệ những người đi sau, tâm có khởi cái gì xấu xa là do họ tự phát chứ không phải tôi. Chuyện ông cứ đi thôi, ai đi nhanh đi theo được thì đi, còn ông đi được đi về. Chứ bây giờ đến giờ đi thì sao mà bắt được, anh chị bạn hiểu không? Giống như bây giờ anh chị bạn đã người ta phát nguyện là người ta đi 6 năm rồi, người ta đi vậy rồi, anh chị tự nhiên sao cấm ông Tuệ đi được? Cơ quan chức năng không cấm thì thôi, anh chị đâu có cấm ông được. Lo thì mình có lo, anh chị bạn mình cũng sợ là xe cổ đồ thì bây giờ người ta nép qua một bên rồi, còn bây giờ chừng nào mà cơ quan không chức năng không cho đi á thì anh chị bạn mới nói ổng, còn bây giờ người ta cho đi mà thì ổng cứ đi thôi. Mà ổng đi ổng không làm phiền nhà anh chị, anh chị cứ nấu cơm ăn bình thường giống như tụi mình nè, vẫn nhìn thầy nhưng mà vẫn ăn cơm ở nhà mà, vẫn ăn mặn đồ, vẫn chơi bình thường thì ổng đâu có gây ảnh hưởng gì cho em đâu mà em phải ghét ổng. Em nói thiệt, chứ ông Tuệ nè, ổng đi tu có ảnh hưởng cơm nước gì em đâu mà em phải ghét ổng chi? Tại sao em nhất định phải chửi ổng? Còn thí dụ cái ông nội thầy em đó là ổng toàn chửi tụi em không à, em nằm giọng ông cũng chửi nên em ghét. Em mặc máy lạnh ông cũng chửi, em trồng cây em tưới nước ông cũng chửi, em đi du lịch ông cũng chửi, ông đòi hết rồi nên em ghét. Nó thẳng luôn là em ghét, đúng không? Đi tu mà sân si quá nên em ghét. Ông dụng thầy em đó chị bạn, dữ dội chưa? Nhưng mà thôi chị bạn ơi, cái gì cũng vậy, nếu mà chúng ta có trí tuệ á, chúng ta nhìn tự nhiên chúng ta thấy đẹp, nó đẹp à. Giống như má em vậy đó, má em bình thường đâu phải là dễ dàng mà có người trên mạng đâu, nhưng mà má chồng em cũng nói á, là ở bên Mỹ luôn á mà người ta cũng coi ông Tuệ là vậy đó. Cái hình ảnh nó đẹp mà người ta không thấy luôn á, chân chất tới độ không lấy gì, ăn ngày một cử khó lắm. Em nói thiệt, anh chị bạn mình ăn sáng nè, bây giờ em đói nữa rồi, chị bạn hiểu không? Nói không, mình là người phàm mình đói hoài à, giờ mình có khi mình thèm đi chơi, có khi mình thèm uống cái này uống cái kia, còn thầy Tuệ chỉ có uống nước trắng thôi. Cho nên là mình không có ghét ổng được, anh chị bạn, ổng đã loại bỏ những cái thứ mà ổng có thể hưởng rồi, mà ổng chỉ còn giữ được cái thân ổng như vậy thôi thì thôi, mình cũng chúc sức khỏe người ta. Còn cái chuyện ổng tu được bao lâu đó là cái duyên cái nghiệp của thầy nữa, chứ mình không phải nói là nhất định sẽ thành Phật, em không nói vậy. Nhưng mà cái hình ảnh nó đẹp quá thì người ta thích là chuyện bình thường, cho nên mình cũng không có chì chiết người ta. Còn giống như ví dụ như là ông thầy của em đó, anh chị bạn, ông thích mua xe, tại ông thích mua xe anh chị bạn, với ông thích á giảng đạo kiểu đó, ông thích Trung Quốc làm anh làm em rồi đó, ông thích vậy. Còn em thích nói, tại vì em nói chung em thương thầy mến bạn nên em thích nói. Còn như thầy Tuệ hả, không liên quan đời em nên không cần nói, tại vì ông không lấy ra cái gì, ông không chửi tụi em, ông có nói mày về dục giỏng đi, ông có kêu mày là em dẹp máy lạnh đi, ông có nói mày là nghèo là tại vì lúc trước mày làm có thú vật rồi đó, ông có nói em vậy. Cho nên em chuyển hướng rồi anh chị bạn, em chuyển hướng rồi, em qua em thích ông Tuệ. Tại sao? Chơi chung không có bị chửi, chơi chung mà được cái kẹo này thơm, chơi chung mà thấy cười không mà được anh chị bạn, không có tham cái gì, ok việc chịu, nói chung vậy đó. Còn thầy của em tham quá, đi tu tham đủ thứ, sân si đủ thứ, chửi, mở miệng là chửi, à, chúng sanh nghiệp ở nhà quận 8 chứ cũng bị thầy chửi nữa, bây giờ xuống núi anh chị bạn, chửi, quận 8 là nghèo, nên ngó ra là mùi bùn không. Thầy ta nói kiếp trước không biết thầy giàu cỡ nào, thầy mà không có Phật tử của thầy đi, thầy cũng ăn mài luôn, không có Phật tử của thầy dung dưỡng thầy đến giờ, thầy giàu bằng cách nào mà thầy chửi quận 8 đồ, quận ơ đồ là kiếp trước nghiệp. Tụi con đi làm kiếm tiền thấy mồ luôn, thầy không thấy à, buổi sáng làm không đủ tranh thủ ban đêm, cài ngày không đủ tranh thủ cài đêm, đúng không? Có nhiều ông buổi tối ta đi bốc vác đồ, người ta chạy xe đường dài đồ, người ta có nhà ở ta mừng thấy bà luôn, bà ở nhà 5-6 tuần cũng bị tội nữa. Vậy anh chị mà mướn nhà mướn thì sao? Anh chị nghĩ đi, cái đời mình là mướn nhà mướn mình đi về đâu nữa? Thầy nói chuyện không, thầy phân biệt giai cấp tới độ đứa giàu đứa nghèo, đứa ở nhà quận 7 quận ơ đồ, quận 7 mà không còn chơi nghèo nữa cả anh chị bạn thấy không? Cỡ Phật tử của thầy là phải hải ngoại phải ư? Phải là gì anh chị bạn? Phải là đại gia ngàn tỷ phải sao nữa? Phải là Phật tử biết cúng nhà cúng giường cúng đất, phải là đại gia dừng cao su dừng cao ơ đồ, cúng lần cả mẫu, chứ tụi mày cúng bằng tiền không ít xịt mà làm gì được. Siêu xe là Phật tử chuyển khoản đi luôn, khỏe re nhưng bò kéo xe anh chị bạn. Ai như mình vậy trời, ai như mình cúng dường 50 ngàn 100 ngàn vậy, cúng chừng nào xe chùa nổi đúng không chị bạn?
người ta phải cúng mệnh giá lớn đồ, cúng mệnh giá nhỏ là coi thường Phật. Mà ông Phật có tội gì đâu, ông Phật ông không biết gì hết. Tụi bay tự ra lệnh cúng bao nhiêu chứ tao đâu có kêu. Ông Phật ông nói rồi, tao không biết. Tao không có kêu đứa nào đi chùa cúng nhiều cũng hết đó, tao kêu nó đi thắp nhang thôi. Mà nó còn rảnh vô thăm tao, nó chơi với mấy anh bay không. Mấy anh bay suối nó cúng giường cúng đất thì nó cúng thôi, chứ tao đâu biết gì đâu. Vậy đổ thừa ông Phật không à. Ông Linh Nguyễn, cho nên tại sao người ta chơi với ông Minh Tuệ hả? Tại vì ông Minh Tuệ ông nhìn về ông Phật. Mà tại tao là đạo Phật, là người ta thích Phật. Cho nên người ta chọn ông Minh Tuệ để ta gần gũi với Phật. Và người ta nhớ được là người ta đạo Phật. Đạo nào cũng là đạo, đạo Chúa cũng là đạo. Nhưng mà thí dụ như người ta cũng thích ông Minh Tuệ luôn chị bạn. Em có nhiều người bạn á, là công giáo luôn á, nhưng mà người ta rất là thích ông Minh Tuệ. Tại người ta nói là cái tinh thần thép đó, cái cách sống đó đẹp, cái hình ảnh đó đẹp, nên người ta chịu thương chịu khó, người ta thương. Những người bạn công giáo của em, họ chia sẻ cho em hoài. Họ nói là rất là ngưỡng mộ luôn, mặc dù là chị không phải đạo Phật. Cho nên mình ngưỡng mộ chị bạn, mình ngưỡng mộ sao biết không? Ông có thể gắn kết cái tình yêu thương giữa các đạo với nhau. Ông có thể làm cho không có phân chia đạo này đạo kia. Cho nên ông là giỏi đó anh chị bạn. Ông làm cho họ gần gũi lại, và họ không có phân chia là đạo công giáo, đạo cao đài hay là đạo Phật, đạo Chúa, mà là tất cả các đạo đều chơi với nhau được. Từ cái hình ảnh ông Minh Tuệ mà tự nhiên có nhiều đạo chơi với em. Có những chị công giáo họ nhắn tin cho em luôn á, họ nói luôn tôi không phải đạo Phật nha Thí, tôi là đạo công giáo nhưng mà tôi rất thích thầy Tuệ. Là họ chia sẻ cho em và họ chia sẻ những hình ảnh đẹp đó. Chứ em nói thiệt anh chị bạn luôn, ngày thường em chơi với anh chị bạn hết giờ rồi, em đâu có thường xuyên coi thầy Tuệ đâu. Mà anh chị bạn nói em nịnh em cũng không chịu nữa, em chỉ là ngưỡng mộ cái hình ảnh đẹp đó. Họ thấy có thần tượng không? Không có thần tượng nha anh chị bạn, không có thần tượng. Tại vì đời em nói qua rồi, em chỉ thần tượng má em thôi. Thế luôn may hơn, tại vì má em là người nuôi em lớn, anh chị bạn thông cảm. Cho nên em chỉ thần tượng một mình má em thôi. Còn tất cả những vị Phật, Phật thần tiên ở nơi nào, đó là cái tâm em khởi thì em đi thôi. Em đi và em lại xong em về. Nói như vậy thôi, chứ em không có thần tượng cuồng nha anh chị bạn. Em khác chỗ đó đó. Em biết nhìn và em phân tích được. Cho nên em muốn là em sống như vậy đó. Em chơi với anh chị bạn, em sẽ sáng hơn. Em muốn cuồng, em muốn ca ngợi bất chấp, mà em đem phân tích là thầy của em đó chị bạn sắm siêu xe. Còn thầy kia đó ta nói đi bộ không à, đi bằng hai cẳng, đi hoài. Đó, thầy em á ta nói uống địa long địa ơ với lại uống xanh dung bổ thể được không à. Còn thầy Tuệ uống nước suối không à anh chị bạn. Mà anh chị bạn biết không, tu mà muốn giảm sân si đó là không tham. Không tham sân, sân là sân hận rồi đó. Không si là si mê từ ăn từ uống rồi đó anh chị bạn. Thất tình lục dục là ái rồi đó anh chị bạn, luyến ái rồi đó, phải loại bỏ hết. Mà anh chị bạn muốn như vậy là phải giảm từ từ nha. Giảm từ cái ăn nè, mê ăn nè, mê ngủ nè, mê đẹp nè, đó, mê tình ái nè. Phải giảm từ từ một là anh chị bạn biết khó cỡ nào không? Bây giờ kêu anh chị ăn chay một tháng liên tục mà không cho anh chị đổi món mà chỉ nước tương với chao thôi, anh chị chịu nổi không? Hiểu không? Mà người ta cúng cái gì ăn cái đó là khất thực mà anh chị bạn, khất thực là tùy duyên. Đó là quá duyên mà, cho gì ăn đó. Cho trái chuối thì ăn trái chuối, cho miếng chao là ăn miếng chao. Có những năm mà chưa ai biết thầy Tuệ nha, là ai cúng gì cho ăn đó. Chai bắp cũng ăn, củ khoai cũng ăn, miếng cơm nguội cũng ăn. Thiệt má, đó là quá duyên. Phật nói mà, ăn cơm thiêu cũng phải ăn. Nếu mà người ta ghét mình, người ta bỏ vô một cục cơm thiêu cũng phải ăn. Nếu mà người ta nghiệp ấy ăn, gọi là mình nghiệp với người ta. Giống như ông Phật mà ổng đi ngang cái chỗ kia mà người ta rải gai ra cho ổng đi vậy đó. Tại ta ghét mà, người ta mày nói phải đi bộ đúng không, tao rải gai ra cho mày đi. Mày đi đi, cho mày đạp chân mày đi. Đó, thì ổng cũng phải đi. Giống như thầy Tuệ vậy, đạp chân, rứt gai da, băng lại, vẫn phải đi. Gọi là học theo Phật mà. Học chịu khó, học chịu đau, học chịu khổ. Học bị chúng sanh dũa, mắng cỡ nào, mình vẫn mỉm cười. Khó lắm. Ở đời này ai chửi mình cái em xây qua, má chích mỡ bị tao liền, tại sao mà chửi ta. Nói chị bạn nghĩ đúng không? Nếu mà mình người bình thường nè, ủa tại sao mà chửi ta. Đó, mình sân liền, giờ mình sẽ hận nó. Mày làm tao đau khổ, tao sẽ hận mày. Còn như thầy Tuệ vậy hả? Cứ cắm đầu mà đi thôi, ai nói gì nói. Còn bây giờ YouTube muốn quay mà sao ổng né được anh chị bạn. Đó là cái chuyện, cái cần câu cơm của mấy ảnh, thông cảm. Thực ra mà làm kênh thầy Tuệ rất nhiều tiền. Đây là nói thiệt. Tại vì rất là nhiều người xem. Thậm chí TikTok này không nhiều đâu. Là những cái anh làm kênh rất nhiều tiền. Cái này nói thiệt. Nếu mà cái kênh nào của ảnh mà nhiều người đăng ký thì càng kiếm nhiều tiền. Nhưng mà cũng phải công nhận thôi. Tại vì người ta bỏ sức người ta đi mà anh chị bạn. Mà anh chị bạn ở nhà coi mà. Thì anh chị bạn nhiều khi có like hoặc là có follow người ta, hay là đăng ký kênh người ta cũng là bình thường nha. Bình thường. Tại vì sao? Người ta bỏ công ra, người ta đi ra ngoài đó. Còn anh chị bạn mình ngồi ở nhà coi. Cho nên mình cũng không khởi tâm sân được. Nhưng mà cũng hy vọng là mấy ảnh chừa cái giờ. Giống như bây giờ cũng đỡ rồi nè. Chừa cái giờ cho ông thầy ông ngủ. Giờ chừa cái giờ cho ông thầy ông đi toilet là ok rồi. Cũng đỡ rồi. Đỡ hơn lúc trước quay tán lạng. Bây giờ mấy ổng ngay ngắn hơn rồi. Thôi thì cũng là cái cách kiếm cơm của người ta. Người ta có cuộc sống của người ta anh chị bạn. Mình không quay được thì thôi đi. Chứ mình chửi người ta hoài cũng vậy. Mà hỏi tại mấy ông nội này. Bây giờ không ông nội này quay cũng ông nội kia quay. Mà không bà nội này đi cũng bà nội kia đi. Giống như có bà nội phải không? Nhào vô hốt ông thầy luôn. Nhào vô muốn đổi chai nước của ông thầy cho bằng được. Thấy chưa?
cũng là tự bả thôi. Bả muốn mà ai mà cản được. Giờ 32 kế, ông thầy Minh Tệ ông né ra là chạy lại chắc. Ông chạy lại chắc anh chị bạn, ông đi lẹ hơn bả thì bả đi đâu có kịp anh chị bạn. Bắt quá bả chạy theo nhưng mà mấy ông kia cản ra rồi. Rồi tiếng chân, cho nên vậy. Cho nên ông thầy Minh Tệ ông nói sao phải không? 36 kế xách dép chạy là chắc. Còn bây giờ 36 kế mình xách giò mình chạy là chắc. Mình đi lẹ ra thì nó đi hơn theo không kịp à. Chứ nó đi lâu hơn mình mà. Lâu lâu mình bẻ cua rồi mình quẹo cua đi không kịp anh chị bạn. Hello yêu quý thầy Minh Tệ. Quẹo cua cho tụi nó rã ra bớt anh chị bạn biết không? Tụi nó đi đông quá. Mình có cua nào mình quẹo suối rồi anh chị bạn, quẹo suối rồi đi cho nó né ra bớt. Chứ giờ tụi nó đi đông quá rồi. Nó tiếc mà bây giờ đuổi về không được anh chị bạn hiểu không? Đúng không? Trời ơi. Gì? Cho lên 1k đi mọi người ơi à. 1k tim là cái gì anh chị bạn? 1k là gì? Em không quan trọng cái lượt đó đâu anh chị bạn. Em chơi với anh chị bạn đó là nói thiệt lòng. Còn anh chị bạn nghĩ em coi, em một ngày em like nha, em còn không có xin follow của anh chị nữa là anh chị biết rồi. Là em chỉ chơi là anh chị thích thì đến chơi, gọi là bèo nước gặp nhau vui vẻ quan hỷ thôi, chứ em chưa mà em ngồi ơi follow em chị bạn ơi thả tim em chia sẻ em không có. Nhiều khi em chơi em quên rồi anh chị bạn, với là nhiều khi người ta không thích mình á, mình đừng xin người ta. Giống như ông thầy Minh Tệ thấy không, cái người ta không thích mình rồi thì mình chỉ mỉm cười cho qua thôi. Giống như người ta vô ta chửi em thôi, em giả bộ nhất tâm đảnh lễ cúng dường tam bảo phật đồ, em ghẹo ghẹo một chút thôi à, Linh Nguyễn, chứ mà nguyên ngày em giận không phải em chết gì thì tức sao anh chị bạn. Nó tiên tóc tức chết sao, đâu có chị bạn dễ gì. Nhưng mà sẽ có một sự gắn kết ở đây em nghĩ thôi nha. À, cái hình ảnh đó đẹp đến độ vậy nè, sẽ có một sự gắn kết. Còn cái chuyện mà thầy đi được bao lâu em không dám nói nha, có sự gắn kết. Nhưng mà anh chị bạn cũng nên nhớ nha, là cũng có một cái sự chia rẽ do những cái kênh người ta lập lên, người ta nói không đúng á, mà có những người ta ác ý người ta truyền ra. Thì cho nên khi mình nổi tiếng anh chị bạn sẽ kèm theo tai tiếng. Thầy cũng vậy, khi nào mà thầy nổi tiếng nhiều thì có nhiều người sẽ phá thầy hơn, và người ta sẽ dựng lên những cái hình ảnh không tốt, người ta sẽ nói. Nhưng mà được một cái thôi, được một cái thầy Minh Tuệ làm được mà những người khác làm không được đâu. Tại vì mình không màng chuyện đời anh chị bạn, nhìn vô mắt họ họ quan sát được là những cái cam này đang chỉ về mình. Nhưng mà tâm mình phải định là sao? Định á, mình định xong rồi cái tuệ mình mới có. Tâm mình định, tuệ mình nhìn được, là có nghĩa là mình cảm được sự việc nó đang rối. Thì có khi nào thầy phát biểu sẽ phát biểu. Đó, giống như những câu này nè, con đâu có quyền cấm hoặc là kêu họ đi. Đó, khi mà tâm họ định rồi, họ đang cảm thấy cái luồng dư luận nó như vậy, là khi đó thầy sẽ nói. Và đi tiếp. Anh chị bạn thấy không? Lúc mà vô nghĩa trang người ta đuổi, không quán trách. Như người khác rồi người ta chửi vỗ mấy ông đó, nhưng mà thầy chỉ cần đi nhanh ra khỏi chỗ đó là sẽ giải tán được đám đông, thì sẽ giảm bớt được cái sự sân hận ở đó. Thế để người dân người ta giận lên, người ta sẽ chửi hai ông nội kia. Cho nên thầy phải đi lẹ hơn một chút nữa, thì mấy người sẽ đi theo ông thầy, thì mấy người sẽ buông hai ông nội kia ra. Chứ nếu mấy người vì ông thầy đứng ở đó lâu, thì cho nên lúc mà ông cái ông nội nào quay ông nói vậy nè, chết rồi, ai làm thầy giận thầy bỏ đi rồi. Thầy biết được luôn là khi ông kia ông khởi cái lòng lên thì thầy phải đi lẹ ra khỏi chỗ đó, thì anh chị em bạn mới không làm khó hai ông kia. Nếu những người mà thương thầy mà họ thấy hai ông kia làm cái gì thì cứ đầu họ sân lên họ có chuyện thì họ cũng mệt, mà ông thầy cũng rất là buồn lòng, cho nên ông sẽ đi lẹ hơn. Cái buổi tối đó là em có coi nha, ông sẽ đi lẹ ra khỏi chỗ đó. Mà tại sao quyết định là phải đi qua luôn cái cầu sắt đó, đi miết đi, phải qua nữa là vì chấp nhận rồi, là khi người ta khởi lòng không chấp nhận mình phải tâm mình không chấp á, là mình phải đi lẹ hơn, mặc dù mình mệt nhưng mà không than không trách không quán ai hết, là đường này là mình chọn mà, mình phải đi tiếp, đường này mình chọn mà. Cho nên mấy anh chị biết sao, giải tán đám đông là bằng cách đó, là thầy đã làm được điều đó. Là tại sao? Cái tuệ người ta có anh chị bạn, cái tâm người ta cảm, và cái tuệ người ta, cái trí thức người ta có luôn, là người ta nhắc được người ta là chỉ cần mình đi lẹ hơn là câu chuyện nó sẽ đỡ ồn. Chứ bây giờ nếu mà thầy đứng vòng vòng hai ông nội kia, lát có chuyện liền, mấy anh chị sẽ nhào vô hai ông nội kia, mấy anh chị hốt ông nội kia luôn thiệt. Như em nhiều khi ở gần quá ông nội là sao vậy tự nhiên sao không cho người ta vô vậy, để đi tu mà, thì mình sẽ sân anh chị bạn, hiểu không? Mà mình sẽ sân thì sẽ ảnh hưởng tới ông thầy, nói thiệt.